Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai cho biết, trong năm 2023, Sở đã thực hiện 67 cuộc thanh tra tại các tổ chức, trong đó 58 cuộc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật, của luật lao động, luật an toàn, vệ sinh lao động và luật bảo hiểm xã hội tại 58 doanh nghiệp, 3 cuộc thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật về trẻ em và phòng chống xâm hại trẻ em, 5 cuộc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp và 1 cuộc thanh tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế. Qua thanh tra điều tra tai nạn lao động và làm việc với các tổ chức cá nhân có liên quan, đã ban hành 71 quyết định xử phạt hành chính với tổng số tiền xử phạt trên 2,6 tỷ đồng. Đến nay có 63 trên 71 đơn vị nộp 2,2 tỷ đồng, có 8 tổ chức và cá nhân chưa thực hiện nộp phạt do quyết định xử phạt mới ban hành.